Rau muống này là cô cân cho người ta bao nhiêu tiền một ký? Có 10 ngàn hả chú ơi. Một ngày thì cô hái được bao nhiêu ký cô? 90 ký không có, nhiều khi có đọt đó chú hái mới được nhiều, còn như gì đâu có hái được đâu. Nó như gì nó đâu có đọt đâu chú. Dạ. Nó thiệt chú sốt luôn. Người ta khổ cơ tiền mà tài thôi, tiền bạc thôi. Còn cô cởi cả tinh thần luôn. Không còn gì hết trơn thiệt chú, bây giờ sống ở đây không còn. Hôm nay này con đến đây con đại diện cho chú Kevin Trần á, ở Mỹ á. Dạ. Con gửi cho cô 500 ngàn ha, để cô mua thuốc cô uống nha cô. Dạ, cũng cảm ơn chú nhiều. Dạ. Với cảm ơn cô, mấy cô ở bên Mỹ bên cũng rất là nhiều. Tôi cũng chúc được mấy cô, mấy chú được giàu sức khỏe. Cho tôi được cái số tiền này đây, tuy là nó không có lớn thiệt, mà như đối với tôi là nó rất là lớn thiệt cái chú. Tại vì mình hái ngày được có mấy chục ngàn hả chú, mà được như gì là rất là lớn. Đi đây không được đâu chú, đi trong á té. Không, con đi được. Lâu quá trời lâu rồi mới gặp cái chú đó. Cô hái rau muống bán rồi hả? Hay sao? Dạ, hái bán chú ơi. Bữa nay cô bán được nhiêu? Dạ, bữa nay không có đi hái chú ơi, bữa nay tôi bệnh rồi, tôi không có đi chú ơi. Dạ. Tôi làm như nó, cái lưng tôi ngồi mà tôi bưng, có cái thau nước nhỏ xíu gì mà tôi bưng không được, chú làm như nó cụp. Cô, cô ở với ai? Tôi ở hai chồng già chú ơi. Cô ở hai vợ chồng già. Ở ghe nào cô? Cái ghe nhỏ xíu bên này nè chú. Đây là cái ghe bên nhỏ này nè. Ừ. Đây chú. Cô cho con qua bên thăm cô được không? Dạ được. Đây nè chú. Đây có xuống dưới ghe này nè. Dạ. Không có cái đường. Dạ. Không có cái đường đi chú ơi, rồi mới đậu cặp nhờ cái đường chỗ cái ghe bự đó rồi đi lên nhà trọ á chú. Rồi bây giờ con với cô với lại Lê Nguyễn qua bên ghe cô được không? Được, đi qua ghe nhỏ rồi đi qua ghe tôi. Cô con đi qua ghe này tí nha. Chú đi luôn đây, cái xuồng này luôn đi. Con đi với anh, đi với cô này. Chú đi cái xuồng đó lắc á. Dạ cái này con đi được. Dạ con chào cô. Dạ chào chú ơi. Dạ hôm trước con gặp cô nhưng mà con chưa tìm hiểu hoàn cảnh của mình nhiều. Dạ. Cô năm nay là cô nhiêu rồi? Dạ 59 rồi chú ơi. Cô 59 tuổi. Dạ. Cô sống với chú hả? Dạ. Có hai vợ chồng già thôi. Dạ. Cũng có con rồi nữa chú ơi, mà nó cũng đi làm rồi, nó có gia đình hết trơn rồi chú, mà mình làm mình sống rồi với chú. Thì cũng bệnh hoạn không, rồi ổng cũng bị mà bệnh phổi gì đó chú, rồi hồi lúc trước rồi cũng có trị bệnh nữa mà giờ cũng còn bệnh hoài vậy chú. À, hôm trước con có mua, con lúc nãy con xuống con mua cho cô một thùng mì, con gửi cho cô kia có gì chia nhau để sử dụng nha cô. Thì cô là sống với chú là có hai vợ chồng, là cô hái rau muống, còn chú làm cái công việc gì? Ổng cũng nhiều khi ổng đi tiếp hái rồi chung với nhau vậy chú ơi. Dạ, dạ. Ngày bán được nhiêu? Trời ơi chú ơi, hái nhiều khi có nhiều thì được mười mấy ký, rồi 9-10 ký không có, mà mình hái rau muống mình hái ở sông á. À. Cũng như người ta bán người ta ăn á chú. Như lần đó là có rau muống không cô? Có, mà nước này dơ lắm đâu có hái. À, đâu con cô bơi lại đó hả? Xa lắm. Cái bên nè? Ở đằng bụi cỏ đằng đó có. À, ừ, con tính đi theo cô thử. Dạ, ở tuốt ở đằng bụi cỏ, ở đằng cái voi lúc có đẳng á. Cô là ngày xưa là Campuchia về luôn hả? Dạ. Không, con cô về là về An Giang rồi mới về đây. Dạ. Cô có thể kể cho con lại cái hành trình mà lúc mà cô từ cô ở tỉnh Dũng luôn hả? Ở trong Dũng giống đó chú. Dạ. Hồi lúc đó cha mẹ rồi sanh đẻ rồi ở trển không hả chú? Dạ. Rồi hoàn cảnh cũng khổ, hồi lúc trước là đi về miền Nam với này ở chú ơi, rồi mình cũng không có đất cát gì hết trơn á chú, thì cũng sống như gì hoài vậy nè, rồi đâu có đất có gì đâu chú. Rồi cái rồi mà lên trên này nó ngay chú biết sao, mình thấy rau muống mình bán được thì bán, còn như mà không được thì đi giấc ngủ gì nè chú. Dạ. Cô con với cô đi đoạn giấc đi ha. Đi giấc ngủ giấc này đâu có chai mũ nào đâu. Dạ. Không có luôn. Là ngày nào cô cũng đi hết. Dạ, ngày nào cũng có chú ơi, người ta giấc nhiều lắm chú ơi, chứ không phải mình lên mình đâu. Giấc chú lắm. Mũ bây giờ bao nhiêu tiền một ký? Có 5 ngàn, có 6 ngàn. Có mặn ký nhiều lắm chú ơi, vớt về rồi phải rửa rồi cho sạch. Lúc trước thì cô ở tỉnh Dũng là cô cắt lúa hay là làm công việc gì? Hồi lúc trước thì cha với mẹ đồ thì làm nghề cá đồ. Dạ. Rồi như mình bây giờ hồi lúc trước mình còn nhỏ chú không có mà đi ra ngoài này đi cô cho mát. Ngoài này hả chú? Dạ dạ. Rồi sao rồi cô nói là cô làm gì? Mà
đồ á chú. Dạ. Rồi ông già bà già rồi đó, lúc trước con cũng làm nghề cá đó, rồi mình khổ quá, rồi lúc mình còn nhỏ mình đâu có đi làm gì đâu con chú. Rồi cái chừng sau này rồi đi về dưới miền Nam như này, rồi ông già bà già rồi cứ mất hết trơn rồi. Bây giờ còn mình người cũng trôi dạt gì nè chú ơi. Rồi bây giờ đi lên trên này rồi mình ở quê thì không có cơ sở gì làm, mình không có ruộng đất. Rồi đi lên đây rồi cũng nhờ trên này cũng đi hái rau rồi mình bán rồi, hoặc là mình giấc ngủ rồi chú ơi. Nhưng mà ở Sài Gòn này thì ngày mấy chục ngàn sao đủ sống con? Thì có bao nhiêu thì vớt bao nhiêu vậy chú ơi, chứ nhiều khi 70-80% cũng có. Rồi mà mình ăn cũng không có bao nhiêu chú ơi, thì cũng tiền thuốc tiền này kia nọ vậy chú ơi. Nhưng mà rau muống ở đây có là chú. Dạ. Rau muống này là cô cân cho người ta bao nhiêu tiền một ký? Có 10.000 đó chú ơi. Một ngày thì cô hái được bao nhiêu ký con? Một ngày 9-10 ký không có, nhiều khi có đọt đó chú hái mới được nhiều, còn như gì đâu có hái được đâu. Nó như vậy nó đâu có đợt đâu chú. Dạ. Nó chú dòm như vậy đâu có hái được. Mà cô đợi nước lớn cô mới hái à? Nước lớn thì chú đi mới được. Dạ. Mà nhiều khi chú hái rồi nó làm như vài ngày chú làm như nó rủi hết trơn, nó không có lên nữa. Ui nó làm như nó có nước còn bị nắng nhiều quá chú nó chết trơn, hôm nay như gì mình đâu có bán được đâu. Dạ. Mà nước này mà giờ có ấy giờ chú cũng không có hái được cái này. Tại vì mình hái là cũng như là trên cái đường cỏ trên đó mà như nó lên cao phượt lên trên vậy chú. Nó sạch người ta ăn. Còn như vậy nước nó dơ lắm, người ta đâu mình đâu có mình ăn không được, làm sao người ta ăn được. Chứ không phải mà như trên quê mình mà nước lên đồ này kia nọ rồi mình hái đồ nó sạch sẽ. Còn ở đây này nó dơ lắm, mình đâu có làm được. À, cái hành trình mà từ tỉnh Dũng ở Campuchia về Việt Nam á là một cái hành trình cực kỳ gian nan. Mà nếu như mà đi bằng ghe thì con nghĩ là khoảng từ 3-4 ngày. Thì đó là chưa kể về tiền xăng cộ cũng như là những cái đợt sóng lớn á cô. Ghe mình nhỏ thì cô có thể kể cho con cũng như cô bác của anh chị biết về cái hành trình khó khăn của mình khi mình đi trở về Việt Nam không? Không có đi ghe à chú ơi, lúc trước nhà nước rước về chú ơi. Nhà nước rước cô về ha? Dạ, chứ không có đi ghe, không có biết đường đi. Dạ. Dạ, nhà nước rước về, rước lúc trước đó lâu năm 75 hay là gì đâu. Dạ. Rồi rước về đây rồi cũng như mình như cư chỗ nào người ta đưa cho mình ở vậy á chú. Dạ. Ở đó gọi như là nhà nước người ta nuôi mình một thời gian vậy đó, rồi người ta cho mình đi mặn rồi kiếm sống rồi vậy, nghề nghiệp rồi mình kiếm sống vậy, chứ người ta cũng nuôi mình hồi lúc mà khổ người ta rước mình xuống vậy thôi. Nó rồi cũng ở một thời gian vậy chú ơi, rồi giờ cũng mình nay nó kiếm sống vậy thôi chứ không có biết đường đi về miền Nam này á. Dạ. Cô về lúc đó là cô bao nhiêu tuổi? Dạ tôi cũng không biết tôi nhiêu tuổi, tôi thấy tôi còn nhỏ xíu thôi chú ơi, tôi không biết nhiêu mười mấy tuổi hay là gì đâu á chú ơi. Dạ, cô là năm nay là 59 hả? Dạ 59 rồi chú. Việc mà ngày nào cũng bơi xuồng như thế này thì xương khớp của cô sao? Là chú ơi, tôi cũng bệnh nó sức là chú mà tôi đi lên trên bệnh viện Hùng Vương á, tôi đi khám mà tao nói tôi là bị bệnh u sơ á chú. Dạ. Cái người ta kêu tôi mổ mà giờ tôi cũng không có tiền. Rồi tôi nói có trời chuyện này, tôi nói giờ kệ, giờ tới đâu thì hay tới đó chú, giờ mình nghèo mình kiếm được ngày nào ăn ngày nấy, chứ giờ cái bệnh nó tới đâu thì hay tới đó chú, chứ giờ cũng không có lo mà nói mình bệnh hoạn gì hết trơn chú. Mình cứ nghĩ là mình không bệnh, mình nghĩ là như mình không bệnh vậy, chứ nghĩ giờ tôi nghĩ quá, giờ tôi bệnh tôi chắc là chết thêm nữa chú, chứ giờ tôi không có nghĩ gì hết trơn, tôi nghĩ tôi sống được ngày nào thì nên ngày nấy vậy thôi chú. Ở đây gạo đồ người ta có thường cho mình sự dạ, không có? Dạ có, người ta có cho xuống cho gạo đồ ăn hoài á chú. Dạ. Gạo mì đồ có. Dạ. Dạ thì cũng nhờ vậy á chú, cũng nhờ cô bác rồi giúp đỡ với mà hết mà mấy chú mấy cô này rồi mấy tới cho mấy chú mấy cô khác rồi xuống cũng có cho ăn hoài. Dạ, vậy chú đậu cặp vô đây đi con. Dạ. Cặp vô chiếc ghe bự này đi, anh con tâm sự với cô một tí xíu ha. Dạ. Để cho trong đó để cho bạn kia đi được cái con cặp ngoài này nè. Con thấy cô bơi từ sáng đến chiều mà ngày mấy chục ngàn nó cực quá. Hoài á chú ơi. Mà thằng tôi khổ lắm chú ơi, nói ra hoàn cảnh tôi chú khổ lắm. Khổ mà khổ gì? Khổ có mấy đứa con mà tôi cũng có mấy đứa con rồi chú, hoàn cảnh khổ, tôi có ông chồng cũng như không có vậy chú. Ổng nhậu quá rồi chú, ổng nhậu nhiều khi cũng quậy quá rồi cái sau này ổng bệnh quá bệnh nữa mà giờ cũng vẫn còn cũng nhậu. Con nhậu hả cô? Còn. Khổ lắm chú ơi, tôi khổ hoàn cảnh tôi chú. Chú năm nay là nhiêu? Cũng năm mấy 60 rồi chú. Dạ. Khổ lắm chú ơi, tôi nhắc tới gia đình tôi khổ. Cô có thể kể cho con nghe được ở trên clip này được không? Dạ được cái chứ. Dạ cô kể đi. Kể rồi tôi sợ cái nữa mà giác tỷ con có quay gì lại rồi cái tôi sợ người ta mở cái đưa cho ông coi cái ông chửi tôi quá chắc chết luôn. Ờ. Chửi dữ lắm chú ơi.
đêm nay ha, sáng đêm luôn, tôi có ngủ được chút nào cho tôi cho tôi chết cho đừng bơi gì được gì xuống uống rượu vậy, tôi không có ngủ được đâu, tôi hỏi thử mấy người này hết trơn. Đi uống rượu gì tiền đâu uống? Thì ổng đi giấc ngủ rồi này kia nọ có uống. À đi giấc ngủ có thì uống. Dữ lắm chưa, tôi khổ lắm chưa. Còn, còn cô thì lo suốt à? Lo suốt của nó chú lo hậu từ mà bắt đầu có chồng tới giờ luôn là khổ vậy. Dạ. Rồi con thì nó không bỏ mình thiệt, mà nó thấy hoàn cảnh mình khổ ổng nữa vậy. Cũng không muốn ấy nữa chú, khổ giờ nhắc rồi tôi nói chú khổ lắm chú, nhắc với chú rồi phải nói biết sao giờ để nói. Tôi sợ chắc tỷ như bây giờ như mấy chú quay tôi đâu hoặc nãy gì tôi đâu muốn sợ gì chứ, chú cho tôi ăn hết nói gì vậy đi làm phước cho tôi, mà tôi sợ đây nhiều khi mấy người ở trên nhà trọ đồ chú rồi kêu rủ với nhau rồi ăn nhậu rồi rồi nó ưa mở ra nó coi nó quay cái gì lên đó chú, tôi không có biết cái điện thoại mà tôi thấy á, rồi tôi sợ rồi kể rồi này kia nọ rồi lợi cho ổng nghe rồi rồi thấy ổng quậy tôi sợ quá chú ơi. Chú cô khóc luôn kìa, khóc rồi chú kể hoàn cảnh tôi rồi chú kể rồi là tôi tuổi lắm chú. Con ơi, của cô có hỗ trợ cho cô không? Có, nhiều khi nó cho tiền rồi này kia nọ mình cũng có vậy chú, mà nó cũng khổ lắm chú ơi, mà nó thấy hoàn cảnh nó gì nhiều khi nó không muốn dòm chú, kêu bỏ đi mẹ ơi, mẹ mà ở đi lên trên bờ đồ ở rồi vậy, nó cũng ở trọ đồ vậy chú, thấy khổ quá chú, ở đâu hay cái đó lên giờ mình cũng có tiền có bạc rồi, con thì nó có con có cái mình có mấy đứa cháu nữa thấy cũng khổ chú, đâu có đường đi lên đâu chú, nhiều khi quậy la quá người ta đâu có trò đi lên, ở tập cái ghe bự mà kế bên bên cái ghe đó là của chủ nhà trọ trên nhà ở kế bên bên người ta thấy người ta cho đi nhờ luôn á. Nhiều khi tôi tối ngày lúc bệnh tới giờ tôi cũng không có đi bờ nữa, không có đi, rồi ở dưới đây dưới này rồi gì thấy người ta cũng cho ăn, chứ cho nhiều khi mấy đứa bên đây rồi cái nó kêu bên mình cũng có nữa chú, nó kêu qua cho ăn khổ chứ. Tôi nhiều khi tôi khóc mà tôi thấy trước mặt ông có ông chồng tôi còn không dám, tôi sợ đây cái chữ nó uống rượu vô rồi nó chữ chú ơi khổ. Chú hỏi thử giờ tôi nói ở đây rồi chú không tin tôi, chú hỏi thử lén nghe bà kể này ông vậy lắm có. Ví dụ cô làm thì chú có thường lấy tiền của cô không? Lấy chú ơi. Lấy hả? Lấy chú ơi. Nhiều khi ăn gì đưa, nhiều khi 5.000, 10.000 đồ đưa gì có. Hồi đó tới giờ vậy luôn á chú, chứ không phải là bây giờ. Có. Nhiều khi có mấy cô mấy chú xuống hỗ trợ cho tôi lần 500, 200, 300 đồ cũng có, nhiều khi tôi cũng có giấu lại để tôi mua thuốc đủ. Cũng có. Nhưng mà cũng chú cũng thường lấy tiền của cô mua rượu uống ha. Cô hái rau muống từ mấy giờ đến mấy giờ? Hái nhiều khi vậy mà sáng rồi cái mình nấu cơm ăn rồi chú, rồi cái bơi đi tới trưa mới về ăn chú ơi, nhiều khi tới 9-10 giờ rồi mới có về ăn chú ơi. Nước ngược nhiều khi tôi bơi cũng chết luôn chú. Nhiều khi giờ ở đây tôi nói chú, người ta thấy mình, người ta thương mình, người ta có chuyện nước rồi trên nhà trọ rồi xuống cho mình xài. Lúc trước tôi bơi xin nước không có chú, tôi bơi theo ghe đồ xà lan nữa, xin về xài. Cái này đâu có nước xài. Nếu như có một điều ước thì cô có ước gì không? Ước giờ chú ơi, ước giờ thì sao giờ được cái thăm thân mình giờ khỏe chú, giờ tôi không có ham gì nữa chứ thiệt chú, tôi cũng giá trời cho mình giỏi vậy thôi, giờ tới đâu thì hay tới đó chú ơi, giờ tôi không biết sao giờ để nói khổ không chú ơi, hoàn cảnh nữa. Bệnh hoạn cũng không biết làm sao mà cái gì cũng không biết sao nữa, có cái chú gì đó xuống thường xuyên mà tôi cũng không có tâm sự với chú nha. Dạ. Mới nói với chú đây chứ không có tâm sự với chú đó, mà nói hoàn cảnh tôi như vậy không có. Dạ. Không có nói. Lâu lắm rồi không có nói gì hết trơn. Vậy là con nói với con là đầu tiên. Nói mình ơn chú đầu tiên. Dạ. Tại vì không có ổng ở trong ghe tôi mới dám nói, có ổng không dám nói. Không dám nó hó hé một tiếng nữa. Tôi không dám đi đâu nữa. Tôi sợ vậy. Không có dám nói tiếng nào chứ tôi gặp là sợ. Sợ nhiều khi nói với chú rồi chơi rồi này kia nọ cái rồi chiều lại cái ông chính chuyện rồi không đánh đập đồ mình rồi này cái nọ gì không chừng không dám nói. Chú là nghiện rượu từ đó giờ luôn hả con? Uống đó vậy. Ngày nào không uống là không được. Nhà bệnh thì nó không uống. Còn nếu có bệnh thì nó nghỉ, còn không bệnh thì uống hoài. Không có làm phụ cô. Ít lắm chú ơi, lên này ở giờ lúc trước ở đâu vậy tôi đi làm suốt không à chú ơi. Giờ không còn mong ước gì hết á, chỉ mong là mình hết khổ thôi.
chú biết mười mấy năm rồi đó, người ta kêu tôi mổ mười mấy năm rồi mà trời Phật cũng độ cho tôi mạnh giỏi rồi, tôi bệnh hoài. Mổ là nhiêu tiền cô? Ta nói đâu mười mấy triệu hay gì mà không có tiền mổ luôn. Không có chú, lâu lắm. Cô nói bác sĩ nãy cô nói bác sĩ chẩn đoán là cô bị u sơ. Bị u sơ. Mà hồi lúc trước tôi cũng có đặt cái vòng. Tôi đặt cái vòng tôi sợ có con nhiều rồi tôi khổ quá chú. Tôi để sanh có hai đứa. Rồi cái hoàn cảnh tôi khổ vậy cái tôi thấy vậy cái tôi đặt cái vòng, tôi thấy ông uống rượu đồ nhiều tôi sợ đó chú. Cái tôi đặt cái vòng này như giờ hồi lúc trước tôi không có tiền mà để tôi lấy ra, cái rồi tới giờ từng người cái đi lên dẫn khám người ta nói cái vòng nó bị đứt. Đứt mấy gì, đứt đoạn ra được mà mấy đoạn gì đó rồi giờ cái sơ nằm lên trên cái vòng người ta lấy ra không được. Rồi tới giờ người ta nói thôi để vậy chừng nào mà có mổ thì ta có lấy được thì lấy, còn được thì để gì. Tới giờ luôn. Ngày nào cũng vậy tôi cũng uống thuốc mà như trong chùa người ta cho á chú. Thuốc viên viên đồ gì nè, người ta cho uống. Rồi ban đêm rồi nhiều khi nó nhức con này cái nọ sáng đêm tôi không ngủ. Hôm nay thì cô hái được bao nhiêu tiền? Hái ngày thì được 70-80 ngàn. Bữa nay được 70-80 ngàn. Dạ. Cô bán rồi hả? Bán cho người ta mà bán bữa trước á, bữa nay không có tiền chú ơi, bữa nay không có đi. Ừ. Bữa nay tôi đau cái tôi không có đi nổi. Dạ dạ, quên dạ. Cô nói. À, bữa nay tôi bệnh tôi không có đi. Đau mà tôi bưng cái thau nước nhỏ không được chú, mà sao nó thắt ngang cái lưng tôi vậy nó đau. Mà tôi thấy mình nãy tôi làm như nó bầm hết trơn vậy. Đau vậy. Yếu lắm chú ơi, lúc quê của chú là ở đâu? Quê của ông này lúc trước cũng ở An Giang á. Dạ, chú cô ở An Giang luôn. Tôi ở trên miền trên tôi về đó, tôi ở trong Chi Tôn á. À, cô Chi Tôn. Ừ, Chi Tôn. Chi Tôn An Giang, còn dạ. Chú thì ở Châu Thành. Tâm sự 50 cô là 60 tuổi rồi nhưng mà tâm sự với mình cô khóc luôn. Khổ lắm chú ơi, thiệt chú, khổ dữ lắm là khổ. Tôi nói trên thế gian này tôi thấy người ta khổ người ta cũng còn được thanh thản, còn tôi nói thiệt cái chú sốt luôn. Người ta khổ cơ tiền mà tài thôi, tiền bạc thôi. Còn cô kể cả tinh thần luôn. Không có còn gì hết trơn, thiệt chú bây giờ sống đây không có còn. Hôm nay này con đến đây con đại diện cho chú Kevin Trần á, ở Mỹ á. Dạ. Con gửi cho cô 500 ngàn ha, để cô mua thuốc cô uống nha cô. Dạ, cũng cảm ơn chú nhiều, chứ dạ. Cảm ơn cô, mấy cô ở bên Mỹ bên cũng rất là nhiều. Tôi cũng chúc được mấy cô, mấy chú được giàu sức khỏe. Cho tôi được cái số tiền này đây, tuy là nó không có lớn thiệt mà như đối với tôi là nó rất là lớn thiệt cái chú. Tại vì mình hái ngày được có mấy chục ngàn hả chú, mà được như gì là rất là lớn. Thì cái chú cũng để một thuốc, tôi cũng không dám cho ông này. Cô dám thiệt, chú giấu, không dám cho ai. Hôm nào con xuống con với cô đi hái rau muống một bữa nha. Cô có điện thoại không? Không biết xài. Dạ không. Dạ. Thôi con chào con về nha. Dạ. Cô gắng giữ gìn sức khỏe nha. Mà không có ổng, tôi chở chú đi tối ngày, tôi bơi cho chú đi tối ngày không được. Mà có ổng tôi sợ cái tôi không dám. Dạ, thôi con chào cô. Con chúc dạ, cô sức khỏe nhiều chú nha. Chú đồ nhiều nghe chú. Dạ, chúc cô. Mấy chú ở bên Mỹ vẫn cũng được giàu sức khỏe nghe chú.